Tôi xin trân trọng kính chào các bác ạ. Bây giờ đang là trưa ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu 2021. Do năm nay thì không có ngày 30, thế do đó mà coi như hôm nay là ngày 30 Tết rồi, và sẽ còn ít giờ nữa chúng ta sẽ đón cái năm mới Nhâm Dần 2022. Thế lẽ ra thì tôi không làm cái video này đâu. Thế nhưng mà có một cái lý do mà tôi làm cái video này, thì không phải là tôi chia sẻ những cái hình ảnh chủ lực về cái cây trà mi, mà tôi nhớ đến cái Tết ngày xưa thì đã lâu lắm rồi. Tôi nhớ là gần chục năm nay rồi thì người dân miền Bắc chúng ta mới được đón một cái Tết phải nói là đúng nghĩa về mặt thời tiết. Về mặt thời tiết thì các bác nhé, bởi vì bao giờ cũng vậy, Tết của miền Bắc là phải lạnh, mà thậm chí là lạnh tê tái nó mới đáng nhớ, nó mới ấn tượng. Đấy, có lẽ ai mà đã từng sống ở nông thôn miền quê các tỉnh phía Bắc ấy, tôi thì ở tỉnh Phúc, ngày xưa gọi là Vĩnh Phú đấy, là cái tỉnh gọi là Trung Du đấy, thì cực kỳ ấn tượng với những cái kỷ niệm về những cái Tết rét buốt tê tái. Đó là những cái Tết mà ở đó bọn trẻ con chúng tôi thì phải nói là rét rét, có những đứa mặc những cái áo bông này, thế rồi là áo len bị thủng, rét đến nỗi mà nhìn thấy cái chỗ thủng nó tím tái lại các bạn. Thế và khi mà gần Tết thì cứ ngóng những cái ngày chợ phiên đấy, mẹ mình đi chợ về để mà mua quần áo mới, dép mới. Thì tôi vẫn nhớ có một kỷ niệm là có lần mẹ tôi mua cho tôi cái áo mới mà tôi thích quá, tôi mặc quên cả mặc quần để đi học các bạn. Chạy đi được mấy trăm mét thì mới nhớ là mình chưa mặc quần, để chạy về để mặc quần. Những cái năm đó tất nhiên là còn nhỏ lắm, năm đó mới lớp 3, lớp 4 thôi. Thế và những cái hình ảnh ngày xưa còn nhớ được đó là nó rất là đặc biệt. Đó là giả hạn như là chúng ta làm bánh chẳng hạn, thì trẻ con là cứ có cái bánh trưng tày ấy và làm bánh trưng con. Thế nhà bao nhiêu đứa trẻ con thì bấy nhiêu cái bánh trưng con đó đấy, làm và tự làm xong đánh dấu lại. Tối ngủ thì có những đứa là ngủ ở đống rơm các bạn. Thế sau đó là trông bánh cả đêm. Rất là ấn tượng. Thì năm nay là 2022 rồi, cái kỷ niệm đó nó cũng đã rời xa, cái hình ảnh đó có lẽ nó cũng đã rời xa được hơn 20 năm rồi. Thì hiện nay thì các cái hình ảnh về chuồng rơm này, rồi là nấu bánh trưng bằng củi này, thế rồi là ngóng chờ bố mẹ mua quần áo mới, dép mới này, rồi là những cái thứ đồ ăn để chuẩn bị cho ngày Tết á, thì nó đã rời xa cái đây hơn 20 năm rồi. Nhưng có lẽ những cái cảm giác, những cái ấn tượng nó vẫn còn sâu đậm lắm. Thế và cái Tết này ấy, Tết 2022 này, này sắp tới này, nó cũng lặp lại cái thời tiết rất là rét. Và dự báo hôm nay là tôi đọc được là vùng Trung Du này là 13 đến 11 độ. Có lẽ đúng là đặc sản rét của Tết khu vực phía Bắc. Nó sẽ khơi gợi cho rất nhiều các bác mà trung tuổi rồi những cái kỷ niệm vô cùng sâu sắc về tuổi thơ của mình đối với lại những cái Tết xưa. Thế thì tôi cũng vậy, tôi cũng trong cái cảm giác đó. Thế do đó mà tôi mới quay lại cái kỷ niệm về cái thời đó. Và tôi làm cái video này cũng là một cái sự chia sẻ, nhất là cái việc đánh dấu cho một cái năm có cái thời tiết phải nói là rất ấn tượng như năm 2021 sang năm 22 này. Thế và đây thì cũng là những cái bông trà. Đây là năm đầu tiên mà tôi chơi trà, nhưng thực sự cũng cực kỳ là ấn tượng với nó. Và tôi thấy rằng và rất may mắn là những cái bông trà nó nở và đón xuân quá. Đây là những bông trà của cái cây trà Lự Điểm Tuyết. Thì tôi mua được cây trà này và nó ra theo hai đợt các bạn. Đợt trước thì nó cách đây là 1 tháng rưỡi rồi,
tức là 40 45 ngày trước thì nó nở rộ, và đợt này á, thì nó nở được 5 bông để mà chào xuân. Thì đây là hai bông này, thì là ba bông và một bông này thì còn 2-3 hôm nữa sẽ nở. Thế còn một bông thì do nó bị con sâu nó cắn cho nên là tôi cũng loại đi rồi. Đấy. Thì đây là bông điểm tuyết này. Cái bông này là tương đối gọi là điểm tuyết bởi vì nó có thỉnh thoảng có những cái điểm vào đấy, điểm trắng vào đấy. Như đấy, và ở đây thì tôi có so sánh với các bác về một cây trà của Trung Quốc. Đây là gọi là chúng ta quen gọi là trà tàu đấy các bạn. Nhưng mà màu sắc và cái xếp hoa của nó cũng khá là xuất sắc. Đặc biệt đó là nó có một cái màu hồng đó. Màu hồng như hoa hồng luôn. Mặc dù tôi đưa vào cái hình ảnh trong điện thoại thì nó không được hồng, nhưng thực tế ở ngoài nó hồng nhìn cũng khá là đẹp. Đây là một cây đào đỏ vô nhụy các bạn. Đấy, trước nó cũng đã nở vài bông rồi nên tôi biết được. Đấy, tuy nhiên đó, thì thực sự qua quan sát của tôi qua 2 năm cái cây đào này thì tôi thấy là nó có sự biến thiên về mặt hoa. Thực ra đây tôi cho rằng là do nó chưa thuần hết cho nên là những cái mặt hoa của nó lại có cái sự xếp nó khác đi. Chứ chính ra nếu mà mặt chuẩn của nó cực kỳ xuất sắc đấy. Nó có xếp xoáy xoắn, nhưng mà đây là do các cái bông ở giữa nó cái cánh ở giữa nó bật ra rất là sớm cho nên dẫn đến nó bị lòe xòe như thế này. Đấy. Và cái dòng này thì khi thuần nó rất sai hoa và nó nở hoa cũng được rất là bền. Đây là một cây nhỏ mà tôi thuần được 2 năm rồi. Tuy nhiên tôi cho rằng cũng chưa thuần hết. Ở qua đây thì có một cây trà bạch cổ vô nhụy của Việt Nam nữa. Đấy, thì nó cũng là nở một đồng một bông chào xuân. Bông to lắm các bạn, bông rất là to luôn. Đấy, chào xuân. Đấy, trong cái tiết mưa xuân rất là đặc biệt này thì có đồng ngắm được một bông trà trắng mút các bạn. À, bên cạnh đây thì có một bông một cây trà, đó là cây bạch hữu nhụy đây. Tôi đang làm bonsai cho nó nhưng mà không có hoa các bạn. Còn đây là cây bát diện, các bạn nào cũng biết rồi đấy. Đêm qua là mưa rỉ rắc suốt và đến bây giờ vẫn đang mưa các bạn, nên là những cái bông này nó ngấm nước thì nhìn nó có vẻ là rực rỡ, nhưng mà khả năng là khi cái dòng trà mà gặp nước là nó cũng khá là nhanh tàn xuống màu và nó thay đổi mặt hoa rất là nhanh. Đây là những bông nhất chi mai các bạn. Đây là những cái bông nhất chi mai các bạn, cũng rất là đẹp. À, đây là một bông hồng ngoại các bạn. Đấy là những cái bông hoa mà đón xuân Nhâm Dần chuẩn bị đến đấy, rất là đẹp. Bông hồng ngoại, dòng này rất là thơm và cực kỳ sai hoa. Tiếc là nó đã ra 12 bông hoa nhưng mà nay chỉ còn một bông thôi để chào xuân thôi, còn 11 bông kia là đã nở sớm mất rồi. Vậy nhé, tôi xin được kính chào các bác ạ.